Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Các cơ quan đơn vị trong tỉnh hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền xã Luận Thành huyện Thường Xuân buông lỏng quản lý đất đai và xây dựng để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều phụ huynh vẫn lơ là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô xe gắn máy. Việt Nam vừa tăng 4 bậc về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch, xếp thứ 63 trên 140 nước trong bảng xếp hạng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới công bố. Trong số 14 tiêu chí của bảng xếp hạng, Việt Nam tăng tới 63 bậc về tiêu chí chính sách visa. Các chỉ số khác được cải thiện so với hai năm trước như cạnh tranh về giá, cơ sở hạ tầng hàng không, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, việc thu hút được các nhà đầu tư chiến lược tại các địa phương nhiều tiềm năng du lịch đã thúc đẩy hệ thống cơ sở vật chất, sản phẩm của ngành du lịch thay đổi nhanh chóng. Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc mở đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường cát cuối năm 2019. Tổng cục yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch chuyên đề với mục tiêu kiểm tra ngăn chặn việc lợi dụng sản xuất, sang chiết, phối trộn, đóng gói mặt hàng đường của các tổ chức cá nhân nhằm hợp thức hóa đường nhập lậu. Lợi dụng hóa đơn chứng từ bán thanh lý mặt hàng đường nhập lậu bị tịch thu của các cơ quan chức năng, hóa đơn mua bán đường trong nước nhằm mục đích xoay phòng hóa đơn, hợp thức hóa cho các lô hàng đường nhập lậu khác phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương như công an, hải quan, bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tổ chức cá nhân ngăn chặn đường nhập lậu qua biên giới. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến thời điểm này, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ký hợp đồng tiến dụng cho vay trên 652 tỷ đồng với chủ tàu 67. Tuy nhiên hiện tỷ lệ nợ xấu là gần 225 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng dư nợ. Đến thời điểm này, trong tổng số 58 tàu đóng mới theo Nghị định số 67, có 10 tàu khai thác hiệu quả và 48 tàu khai thác chưa hiệu quả, chỉ mới hòa vốn hoặc báo lỗ. Nguyên nhân các tàu hoạt động kém hiệu quả chủ yếu do nhiều người dân coi vốn vay 67 là vốn tài trợ không hoàn lại của chính phủ, dù ngân hàng đã giải thích kỹ trước khi cho vay. Chính vì vậy, nhiều ngư dân không quan tâm đến hiệu quả của việc đóng tàu, tìm mọi cách để vay vốn mà không nghĩ đến phương án trả nợ. Bên cạnh đó, một số chủ tàu vay vốn theo nghị định 67 vẫn đang khai thác hiệu quả nhưng có thái độ chơi ì, thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng. Những năm qua, huyện Đông Cống đã thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, tạo mặt bằng sạch, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hiện trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp may đang hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang xúc tiến các dự án như dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, dự án nhà máy giày xuất khẩu Kim Việt Việt Nam. Dự kiến khi đưa vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng một vạn lao động và đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, huyện Nông Cống tập trung xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng các ngành công nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa cơ chế chính sách, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp. Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cuộc thi qua hai tuần đầu tiên, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Được Đảng ủy, Ban giám hiệu giao nhiệm vụ triển khai cuộc thi, tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã hướng dẫn các chi đoàn, tổ chức cho đoàn viên, đăng ký tài khoản, tìm hiểu tài liệu và thực hiện bài dự thi trên mạng xã hội Vcnet. Chỉ cần những thao tác đơn giản, mỗi đoàn viên đều dễ dàng tiếp cận và tham gia trả lời các câu hỏi của cuộc thi về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tham gia cuộc thi này thì chúng em có thể biết thêm nhiều biết thêm về lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường có thể học tập tích cực nói gương theo các thế hệ đi trước. Cách đăng nhập vào cuộc thi thì khá là đơn giản. Em sẽ động viên các bạn cố gắng tham gia nhiều hơn. Đoàn trường giao cho mỗi một chi đoàn để tham gia trong một tuần và qua thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, thậm chí có những em tham gia một tuần rất nhiều lần. Thì đoàn trường lại tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về việc tuyên truyền cuộc thi để học sinh sinh viên tham gia với mục đích là tuyên truyền những cái đường lối chính sách của đảng và À, sẽ phân biệt được những cái luận điệu sai trái của à, những thế lực thù địch. Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho các cá nhân có tài khoản VCNet và người đăng ký tài khoản mới được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ hai và kết thúc vào 9 giờ thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần trong tuần, tuy nhiên trong mỗi tuần chỉ được công nhận một kết quả đúng nhất với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi. Mỗi tuần sẽ có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích với tổng giá trị là 22 triệu đồng. Kết quả sẽ được công bố trên trang mạng xã hội Vcnet, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tạp chí tuyên giáo và các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó tiếp tục phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng và thực tiễn, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 đang triển khai rất chậm. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2019, số thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 mới chỉ đạt xấp xỉ 7 tỷ đồng, mới đạt khoảng 10% kế hoạch. Hiện nay, quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 mới chủ yếu thu được từ một số doanh nghiệp lớn và các sở ban ngành cấp tỉnh. Ngoài ra có 4 địa phương bao gồm: thành phố Thanh Hóa, huyện Nga Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước đã thu nộp và chuyển tiền về tài khoản của quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo quy định. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đề nghị các địa phương và sở ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhà máy thủy điện Trung Sơn là dự án đầu tiên được Ngân hàng Thế giới VKB hỗ trợ tiến dụng. Do đó, không chỉ chịu sự giám sát khắt khe các quy chuẩn về thiết kế thi công mà trong quá trình vận hành, nhà máy luôn tuân thủ nghiêm các điều kiện an toàn về kỹ thuật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân vùng hạ du đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Trên cơ sở nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của 17 kịch bản ngập lụt đối với vùng ảnh hưởng của 5 huyện, 47 xã thuộc hai tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện phổ biến tuyên truyền cho người dân về các tình huống xả lũ cũng như các biện pháp phòng chống các sự cố của đập, kế hoạch sơ tán và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Riêng đối với thủy điện Trung Sơn thì cũng phải nói là à, thực hiện rất là bài bản. Kể từ khi khảo sát thiết kế ban đầu cũng đã có những cái công tác tuyên truyền đối với xã. Ngoài ra thì từ khi mà đưa vào vận hành đó thì thủy điện Trung Sơn này thường xuyên đến năm 2018 2019 liên tục là làm cái công tác tuyên truyền. Về phía xã thì cán bộ là lãnh đạo xã cũng như là bà con nhân dân cũng rất là là ủng hộ và đặc biệt là rất là là, là đồng tình với cái việc là tuyên truyền về cái, cái ứng phó với cái ngập lụt. Để phòng chống và ứng phó với mưa lũ năm 2019, đơn vị cũng đã kiểm tra quan trắc toàn diện các hạng mục công trình, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ, cung cấp tài khoản, và hướng dẫn phần mềm camera giám sát mực nước, xả lũ và theo dõi an toàn đập tới các cơ quan chức năng để các cơ quan này thực hiện việc giám sát nhà máy trong quá trình vận hành, đảm bảo vai trò là một dự án đa mục tiêu, vừa là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia, vừa giúp kiểm soát lũ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự về việc chính quyền xã Luận Thành huyện Thường Xuân buông lỏng quản lý, khiến nhiều hộ dân vi phạm hành lang đường Hồ Chí Minh Đáng báo động là tình trạng này đã không được chấn trình mà có biểu hiện vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Gần đây nhất, một hộ dân trong xã đã tự ý săn lấp cả quả đồi rộng hàng nghìn mét vuông, nhưng chính quyền địa phương không xử lý mà còn có dấu hiệu bao che cho vi phạm. Ông Lưu Khắc Cường ở thôn Thống Nhất, xã Lộn Thành cho biết, khi săn lấp quả đồi này, gia đình ông đã làm đơn xin chính quyền địa phương và đã được chính quyền đồng ý. Thì cũng có, có làm giấy xin phép với xã với chính quyền địa phương là san lấp tại chỗ để cho nơi ở chặt trội. xã sản... có cho, cho phép ạ? xã cũng có cho phép ạ lãnh đạo ủy ban dân xã luận thành thì cho rằng người dân san lấp để tránh sạt lở vào nhà cả một quả đồi ước chừng rộng trên dưới một nghìn mét vuông đã bị san phẳng theo một số người dân địa phương với vị trí ngay sát đường Hồ Chí Minh và thuộc khu vực trung tâm của xã, nếu được hợp thức hóa, giá trị của mảnh đất này là rất lớn điều đang nói ở đây là lãnh đạo ủy ban dân xã đoạn thành ý thức rất rõ sai phạm của người dân nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn xử lý phù hợp. gia đình nhà anh là có đơn xin là đất gia đình nhà anh ở là nó có sạt lở thì gia đình nhà anh là có làm đơn thì xin xác nhận để mà là là sửa chữa lại, khắc phục lại cái đất sạt lỡ vào nhà, để tránh cái tình trạng là nó gây ảnh hưởng đến, đến đến nơi ở cho sinh hoạt cho gia đình. Cách đây gần 2 tháng, chúng tôi đã phản ánh tình trạng buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng của chính quyền xã Luận Thành, huyện Thường Xuân khi để cho một số hộ dân tự ý xây nhà trái phép trong hành lang đường Hồ Chí Minh. Cũng với một cách xử lý là người dân đã nộp phạt vi phạm hành chính rồi thì cứ xây, còn chính quyền không xử lý nữa khi chưa được cho phép thì mình xây dựng là trái phép thật sự thì... khi bắt đầu xây dựng thì xả có xuống lập biên bản chúng tôi cũng nhận đâu cái này là những lần sai thì mình phải chịu trách nhiệm người ta cũng ở là nhà tạm là nhà cấp 4 thôi chứ cũng không phải là người ta xây dựng kiên cố và khi chúng tôi cũng có cái biện pháp sử dụng phối hợp với hạt quản lý đường bộ và uh, xử phạt vi phạm hành chính thì người dân người ta cũng tuân thủ người ta chấp nhận người ta xử phạt hành chính Rõ ràng lãnh đạo Ủy ban dân xã Luận Thành đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý và không kiên quyết thực hiện các mệnh lệnh hành chính, khiến cho những vi phạm của người dân về đất đai, về trật tự xây dựng không được xử lý kịp thời. Ngoài ra, theo thông tin phóng viên thời sự có được, thì ngay một lãnh đạo Ủy ban dân xã Luận Thành cũng đang có những vi phạm về việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Nhưng vi phạm này cũng không bị xử lý Sau đây là một số sự kiện nổi bật trong nước và trong tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019. Ngày 16 tháng 9, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội với hoạt động chính là hội thảo khởi động dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất gây suy giảm tầng ozone của Việt Nam giai đoạn 2. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự kiến, đại hội sẽ đề ra 5 chương trình hoạt động quan trọng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Tuần văn hóa du lịch với chủ đề Qua miền những di sản ruộng bậc thang sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 tại huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang với nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc dân tộc từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại tỉnh Yên Bái, tuần văn hóa du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang mù căng trải 2019 sẽ được tổ chức với các hoạt động văn hóa đặc sắc như màn múa đại xòe Kỳ lục, lễ hội cốm tú lệ, hội chơi du lịch và ẩm thực Tây Bắc. Ngày 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Ngày 19 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân sẽ diễn ra lễ hội Lam Kinh năm 2019, kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 591 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang và 586 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam VOV có bài nhận định Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhưng cũng là thị trường khó tính. Bài báo cũng dẫn lời các chuyên gia kinh tế đưa ra khuyến cáo đối với các doanh nghiệp Việt Nam một số điều cần lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ. Trước hết, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch xuất khẩu hàng hóa một cách kỹ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận thị trường cũng như các phương thức thủ tục xuất khẩu bên cạnh đó nâng cao nhận thức năng lực thực thi các quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại quy tắc xuất xứ không tiếp tay cho hàng hóa từ các nước đang bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sang Việt Nam để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu đi nước thứ ba đồng thời phải thực hiện quản trị tốt công việc lưu trữ chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu sản phẩm để phục vụ hoạt động xác minh điều tra của nước nhập khẩu thị trường bất động sản khu công nghiệp đang nóng lên từng ngày với sự dịch chuyển của nhiều nhà sản xuất tới Việt Nam Điều này cũng khiến các lô đất gần khu công nghiệp trở thành điểm ngắm của giới đầu tư. Bài báo cho rằng sai lầm mà số đông các doanh nghiệp thường mắc phải là vẫn coi Trung Quốc là thị trường dễ tính, không đòi hỏi chất lượng hàng hóa cao, sản xuất nông thủy sản không theo vùng, chỉ tập trung giao thương với các tỉnh biên giới và giữ tâm lý làm ăn với Trung Quốc theo lối tiểu ngạch. Hàng hóa Việt Nam khi sang Trung Quốc không cạnh tranh được là do không nâng cao được chất lượng giá trị xuất khẩu, chứng minh rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Và đến khi hàng không bán được, tôn un ứ ở biên giới thì nhiều địa phương lại kêu gọi giải cứu. do đó bài viết nhấn mạnh trong thời gian tới các doanh nghiệp và người nông dân cần phải xem việc chuyển đổi hướng xuất khẩu là việc bắt buộc. tin vào những lời đồn không có căn cứ khoa học nhiều bệnh nhân ung thư sau một thời gian dùng thuốc của thầy lang được quảng cáo là chữa bách bệnh nhưng cuối cùng cũng phải nhập viện khi bệnh ngày càng nặng thêm. đây là thông tin đăng tải trên báo lao động bài viết chỉ ra có 3 nhóm bệnh nhân ung thư liên quan đến thuốc đông y thường gặp nhiều nhất là những người bị bệnh nhưng không đến bệnh viện điều trị mà do nhận thức hoặc điều kiện kinh tế họ chỉ uống thuốc của các ông lang bà mế nhóm thứ hai là những người đến bệnh viện khám và được chẩn đoán bệnh ung thư nhưng lại bỏ điều trị ở bệnh viện để về uống thuốc nam nhóm bệnh nhân nữa là những người đã được chẩn đoán và điều trị ở bệnh viện nhưng giữa các đợt điều trị lại tự ý uống thuốc của thể lang và hầu hết các trường hợp này khi đã ở giai đoạn cuối mới đến bệnh viện dẫn tới việc điều trị vô cùng khó khăn, rất tốn kém mà không hiệu quả, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị ung thư, tỷ lệ tử vong cao. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục xác định việc dạy người cho học sinh phải là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, dạy người là dạy gì? Đây là câu hỏi được đặt ra trong bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Tác giả bài viết cho rằng, để trả lời câu hỏi dạy người là dạy gì, trước tiên cần xác định chúng ta muốn dạy học sinh trở thành những con người như thế nào. Cách dạy người của thời công nghiệp hóa toàn cầu hóa cần phải phù hợp cho thời đại đó. Dạy người là trang bị cho học sinh những kỹ năng như biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật, kẻ nào cần đề phòng. Những kỹ năng đó không thể dạy bằng một số thiết học cụ thể mà phải bằng gen luyện óc quan sát, tư duy phản biện, tính logic trong lập luận, nhất là ý thức về quyền. Bên cạnh đó, bài viết nhấn mạnh dạy người, dạy chữ, tuy hai nhưng là một, không thể tách ra nói ưu tiên cái nào. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 8 năm 2019. Theo đó, lực lượng thanh tra giao thông các địa phương đã kiểm tra hơn 17.000 phương tiện, xử lý 1.616 xe vi phạm, tước 570 giấy phép lái xe và xử phạt nộp kho bạc nhà nước 18,37 tỷ đồng. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng xe cây nới kích thước thành thùng để chứa hàng quá tải, lưu thông công khai trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường đang có xu hướng tái diễn, đặc biệt là tại các khu vực mỏ khai thác khoáng sản, đầu mối giao thông liên kết giữa các cảng và nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải, các cục quản lý đường bộ chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, công chức thanh tra tăng cường phối hợp với các sở ngành, ủy ban dân cấp huyện của địa phương kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng, bến thủy nội địa, nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm. Thưa quý vị và các bạn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi khi ngồi trên mô tô xe máy tham gia giao thông là quy định bắt buộc. Thế nhưng bất chấp quy định cũng như an toàn của chính con em, nhiều phụ huynh vẫn lơ là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Tại rất nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, Tình trạng học sinh ngồi trên mô tô, xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm diễn ra rất phổ biến. Thậm chí có xe chở 2 đến 3 học sinh đều không hề có mũ bảo hiểm. Mọi lần cũng cho cháu đội nhưng hôm nay quên nên vội quá. Phụ huynh thì không quên đội mũ bảo hiểm, trong khi con trẻ non nớt cần được bảo vệ thì lại quên đội mũ. Sự trái ngược này thể hiện một thực tế, nhưng phụ huynh vẫn có tư tưởng đội mũ bảo hiểm để đối phó, không xuất phát từ lợi ích thực sự của việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ trẻ bởi cho đến nay, cơ quan chức năng gần như chưa hề xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ như với người lớn. Nếu không, chắc chắn nhiều phụ huynh sẽ không xem nhẹ việc đứng bảo hiểm cho trẻ như hiện nay. Sự lơ là chủ quan của những bậc phụ huynh không chỉ gây nguy hiểm đối với con trẻ mà còn tạo nên ý thức không tốt đối với các em trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Cái đấy cái tầm quan trọng của các cháu đi bảo vệ được rất nhiều nhiều thứ. Đó. Thứ hai là hình thành ý thức cho cháu. Đó. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 1.900 trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó có khoảng 50% là do không đổi mũ bảo hiểm. Do đó, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nên nếp ý thức chấp hành luật giao thông ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, để làm được điều này, vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh phải luôn là tấm gương cho trẻ trong việc tự giác chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm túc hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhằm nâng cao tính gian đe trong việc thực hiện. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.